Xin chào tất cả quý vị, các bạn quay trở lại YouTube chia sẻ vô hạn. Như tiêu đề thì video này sẽ giúp cho các bạn có thể giảm được dung lượng ảnh, tiết kiệm bao nhiêu lưu trữ mà không cần phải sử dụng phần mềm hay các công cụ hỗ trợ. Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng phương án đó là giảm dung lượng ảnh, nén ảnh online thông qua các website. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết ngay bây giờ. Trước tiên chúng ta sẽ truy cập vào trình duyệt web. Ở trên thực tế chúng ta sẽ có rất nhiều những cái website hỗ trợ nén ảnh, giảm dung lượng ảnh. Tuy nhiên trong video này mình sẽ đề xuất cho các bạn 3 website chính mà mình đánh giá khá là tốt. 3 website này mình lựa chọn dựa trên các tiêu chí như là tốc độ xử lý này, độ tiện dụng này, cũng như là khả năng tùy chỉnh. Thì với website đầu tiên, chúng ta sẽ đến với website mang tên là TinyPNG. TinyPNG. Các bạn có thể tìm kiếm trên Google với từ khóa TinyPNG hoặc là truy cập trực tiếp với đường link là tinypng.com. Đó. Đây, chúng ta ra website TinyPNG, các bạn truy cập vào. TinyPNG là một website mình đánh giá là khá là nhiều người sử dụng để mà giảm dung lượng ảnh. Với giao diện hiển thị con hình con gấu trúc như này, áp ảnh lên này, các bạn click vào để tải ảnh lên. Mình đã có sẵn một số cái hình ảnh minh họa cho các bạn đây rồi. Và ví dụ như tấm ảnh này chẳng hạn, mình tải lên, click vào. Thì ảnh được up lên và tự động nén, giảm dung lượng luôn. Và như các bạn thấy ở đây thì website này được hiển thị khá là chi tiết với cái ảnh ban đầu là dung lượng là 3.8 MB. Và sau khi nén, giảm xuống còn có 1.8 MB thôi. Và nó tính toán đây là giảm hơn một nửa phần trăm cái dung lượng ảnh này rồi. Các bạn có thể tải lên một hoặc là nhiều tấm ảnh các bạn nhé. Đây, mình sẽ tải lên 6 tấm ảnh này chẳng hạn. Đó, và nó sẽ tự động nén luôn, rất là nhanh. Về chất lượng thì trước đó mình đã làm một cái video về cái trang này rồi. Thì chất lượng từ những ảnh mà từ cái website này sau khi nén thì mình đánh giá khá là tốt. Nó không có thuyên giảm nhiều so với ảnh ban đầu đâu. Và với bằng mắt thường thì chúng ta rất khó để mà phân biệt. Và sau khi nén chúng ta có thể tải cái ảnh này xuống bằng cách nhấn download từng cái ảnh như thế này. Đây. Các bạn thấy không? Chất lượng ảnh vẫn khá là tốt. Và hoặc là các bạn có thể tải xuống tất cả những cái tấm ảnh này bằng cách nhấn vào download all. Thì chúng ta sẽ được cái file nén như thế này. Đây, file nén đây. Thì nếu các bạn là không biết thì các bạn xem lại một số video trên kênh chia sẻ vô hạn. Mình đã hướng dẫn để mà giải nén những cái file như này rồi. Rất là nhanh và đơn giản thôi. Đây, mình sẽ nén, giải nén cái file này ra. Chúng ta sẽ được những cái tấm ảnh mà vừa được giảm dung lượng. Đó. Các bạn cứ lưu ý đó là với cái website này này, nó sẽ có một số giới hạn nhất định. Ví dụ như đây, nó được hướng dẫn rất là kỹ là cái file ảnh mà tải lên ấy, nó chỉ giới hạn chúng ta là 5 MB thôi. Thế nên là quá 5 MB chúng ta sẽ không được nén ảnh và giảm dung lượng. Đây, để ví dụ thì mình sẽ click vào cái biểu tượng bên tay phải này để mà reload lại trang. Chúng ta sẽ tải thử một tấm ảnh quá 5 MB xem nào. Ví dụ như cái ảnh này, dung lượng ở đây là 8.15 MB. Đấy, và khi mình áp tải lên thì cái ảnh này được báo là dung lượng quá lớn mà nó không cho nén ảnh, giảm dung lượng. Và tiếp theo nữa đó là cái website này, nó một lần tải chúng ta tải nhiều tấm, tuy nhiên số lượng tải ảnh lên cùng một lúc thì không được vượt quá 20 tấm ảnh. Đây, ví dụ mình sẽ tải lên nhiều tấm nhá. Tải lên những tấm này chẳng hạn. Đấy, như các bạn thấy thì vì mình tải lên quá 20 tấm ảnh thế nên nó sẽ báo là không được, báo đỏ và không cho tải lên quá nhiều. Đó là điểm các bạn cần lưu ý đối với website này. Tiếp theo chúng ta truy cập vào website thứ hai mang tên là stringme.app. Đây, website stringme.app. Truy cập vào. Cái giao diện hiển thị của trang chủ website này khá là tối giản và về sử dụng cũng rất là dễ dàng thôi. Ở đây trọng tâm của website chúng ta sẽ có khu vực để tải ảnh lên, các bạn click vào. Chúng ta sẽ tải ảnh lên. Ví dụ mình sẽ tải lên tấm hình này chẳng hạn. Đấy, dung lượng của tấm hình này là 1.07. Các bạn click vào, click dupe hoặc là click vào open để tải ảnh lên. Và sau khi tải lên thì nó sẽ tự động nén ảnh luôn, giảm dung lượng luôn. Tuy nhiên, khác với website TinyPNG thì nó hiển thị nó không chi tiết như là web TinyPNG. Nó chỉ hiển thị đúng cái dung lượng ảnh đã được giảm thôi. Là 394.7 KB đã được giảm từ với khoảng 35% dung lượng ảnh. Tuy nhiên, nó không hiển thị rõ là dung lượng ảnh trước và sau khi giảm dung lượng là bao nhiêu. Và sau khi nén xong các bạn nhấn vào save để tải ảnh xuống này. Đấy. Về chất lượng thì cái ảnh sau khi được giảm dung lượng thì vẫn khá là tốt.
và cái trang này cũng sẽ hỗ trợ chúng ta tải lên nhiều file. Để refresh lại, các bạn nhấn vào cái nút này, mình sẽ tải lên mấy tấm ảnh này, 6 tấm này chẳng hạn, 6 tấm. Cái ưu điểm của website này so với trang TinyPNG là nó sẽ cho chúng ta tải lên ảnh mà gần như không có giới hạn, nhiều tấm ảnh một lúc được, chứ nó không giới hạn như là 20 tấm ảnh cho một lần tải như là trang TinyPNG. Và một website này nó sẽ không giới hạn chúng ta cái dung lượng ảnh up lên các bạn nhé, nó không giới hạn chúng ta cái việc đó. Thế nên là mình có thể tải lên cái tấm ảnh mà trên 5MB được. Ví dụ như đây, mình sẽ click vào tải cái tấm ảnh cái con cáo này 8MB chẳng hạn. Đó, nó vẫn hỗ trợ chúng ta giảm. Cuối cùng chúng ta sẽ truy cập vào website mang tên là Image Compressor. Chúng ta truy cập vào imagecompressor.com, trang nén ảnh trực tuyến. Đây là giao diện hiển thị trang chủ của website imagecompressor.com. Thì giao diện này mình đánh giá so với hai website trước thì nó hiện khá là nhiều quảng cáo. Tuy nhiên, đây là website mình vẫn đánh giá cao về cái độ tiện dụng cũng như là cái khả năng tùy chỉnh cụ thể như thế nào. Trước tiên thì chúng ta phải thấy được rằng đây website có hiển thị tiếng Việt khá là hay như thế này. Và ở đây chúng ta kích vào tải tẹp lên để tải ảnh này. Đó, ví dụ như tấm hình này chẳng hạn, Tab F Friend thì có dung lượng là 2,31 MB. Mình kích vào, kích đúp hoặc là kích chọn và nhấn Open để tải lên. Đó, sau khi tải lên ảnh tự động nén và giảm dung lượng luôn, tương tự như hai website kia. Đó, ở đây nó hiển thị là đã được giảm 28% rồi. Và khi mà các bạn kéo xuống dưới thì đây chính là cái khu vực mà mình đánh giá cao nhất của website này. Đây là khu vực mà chúng giúp chúng ta có thể so sánh trực quan được cái ảnh này trước và sau khi giải nén. Ở đây các thông số kỹ thuật cũng được hiển thị rất là chi tiết. Cụ thể ở đây là ảnh gốc được hiển thị là 2,4 MB này, và sau khi nén trừ đi 28% thì còn có 1,7 MB thôi. Và phía dưới này sẽ có một cái thanh kéo để so sánh cái chất lượng ảnh. Và cái ảnh này nó không hiển thị toàn bộ các bạn nhé, mà hiển thị ảnh crop như này. Crop cái khu vực ảnh này, nó zoom vào để cho chúng ta so sánh độ chi tiết cũng như màu sắc trước và sau khi chỉnh, nó không có sự chênh lệch. Ít nhất là bằng mắt thường thì mình thấy được rằng rất khó để mà phân biệt được điểm chênh lệch giữa hai cái ảnh trước và sau khi nén như này. Cực kỳ là hay. Và không chỉ tải lên một mà chúng ta có thể tải được nhiều tấm ảnh. Tất nhiên rồi. Đây, mình sẽ tải lên mấy tấm ảnh này chẳng hạn. Tải lên nó sẽ tự động nén. Đấy, nó mất thời gian hơn một chút so với hai website trước đó. Các bạn chờ một tí. Như các bạn thấy ở đây thì một số hình ảnh nó hiển thị như cái này được giảm tận 54% này, các bạn kích vào thì nó sẽ có hình ảnh so sánh các bạn đây. Đó. Tuy nhiên có một số hình ảnh hiển thị ở đây là có 0% được giảm thôi, có nghĩa nó giữ nguyên cái dung lượng ảnh này. Tại sao như vậy? Thì mình phát hiện ra rằng website này nó có một cái tính năng nào giúp cho chúng ta là nó khiến cho nó có một cái mức chung ấy, cái chuẩn chung để khiến cho cái tấm ảnh nó không bị thuyên giảm quá nhiều về chất lượng. Thế nên là nó sẽ không, như một số tấm ảnh mà đã được nén quá tốt rồi ấy, nó sẽ không nén nữa để đảm bảo chất lượng ảnh. Như tấm này nó được nén quá tốt rồi thì nó không giảm dung lượng nữa. Còn nếu mà giảm thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ảnh, nên website này nó sẽ không vượt qua cái cữ đó. Tuy nhiên nếu các bạn nào vẫn muốn giảm cái dung lượng ảnh đi thì ở đây các bạn hãy để ý cái thanh này. Đây là một cái điểm nữa mình rất đánh giá cao. Đây là cái khu vực tùy chỉnh giúp chúng ta cái giảm được cái dung lượng ảnh này. Đây là phần chất lượng ảnh này. Ở đây hiển thị là 90%. Ảnh này đang được giữ ở mức 90% chất lượng. Và khi các bạn kéo cái thanh này xuống dưới khoảng tầm 37% đi, thì ngay lập tức cái phần hiển thị này sẽ được cập nhật. Đấy, nếu mà các bạn giảm xuống chất lượng giữ ở mức 37% thì dung lượng ảnh chỉ còn giữ ở mức là 165kb thôi, so với 1,2MB. Và như các bạn thấy ở đây thì nếu các bạn soi kỹ thì cái chất lượng ảnh đã được thuyên giảm đi rồi, độ sắc nét đang bị giảm đi rồi. Nếu các bạn nhìn không kỹ thì mình sẽ thử. Đây, chúng ta refresh lại nhé. Refresh lại trang này. Các bạn tải lên, mình sẽ tải lên một tấm hình khác, ví dụ như tấm hình bạn gái này chẳng hạn. Click vào. Ví dụ tấm hình bạn gái này chẳng hạn, nó được crop vào cái khu vực môi của bạn gái này. Thì đây, nó đang giữ ở mức giảm 16% và giữ ở mức là 1006kb như này. Và khi mình kéo cái thanh này xuống, ví dụ xuống chất lượng còn 20 chẳng hạn. Đấy, các bạn thấy không ạ? Đây, bạn thấy không? Độ sắc nét này, chênh lệch về màu sắc đã được
chênh lệch khá là rõ ràng để mà nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu các bạn là zoom vào như thế này, đây mình giảm xuống đến còn khoảng tầm 10 chẳng hạn. Đó, màu sắc được sai lệch hoàn toàn và độ sắc nét đã được, hình đã được bị vỡ, giảm đi độ sắc nét rất là nhiều. Ảnh còn dung lượng có 80kb thôi, rất là thấp. Đó. Tuy nhiên nếu các bạn vẫn chấp nhận cái chất lượng như thế này thì các bạn nhấn vào nút OK. Nhấn vào nút OK và ngay lập tức tấm ảnh này sẽ được giảm dung lượng. Và nếu các bạn thích tấm sau khi giảm dung lượng thì các bạn nhấn tải xuống. Đó là được. Tương tự như cái kia, ví dụ như là những tấm hình này mình sẽ tiếp tục làm lại. Một điểm lưu ý đó là cái phần tùy chỉnh cái chất lượng này này, nó chỉ áp dụng được cho một tấm hình một lúc thôi các bạn nhé. Có nghĩa là nếu các bạn tải lên nhiều tấm ấy thì nó không thể áp dụng cho tất cả những cái tấm hình này, nó chỉ áp dụng cho từng cái các bạn chọn thôi. Ví dụ như tấm hình này các bạn kích vào thì nó chỉ áp dụng cho từng tấm hình mà các bạn kích vào hiển thị và giảm dung lượng như này thôi các bạn nhé. Đây là điểm các bạn lưu ý. Và sau khi nhiều tấm này được giảm dung lượng xong, các bạn kích vào tải xuống tất cả. Thì tương tự như các website kia thì nó được tải dưới dạng file nén như này và các bạn tải về và giải nén ra. Về giới hạn thì website này cũng có một chút giới hạn nhỏ. Cụ thể ở đây các bạn tiến lên phía bên trên này được ghi rất rõ này, tải lên tối đa 20 ảnh. Đấy, có nghĩa là tương tự như website TinyPNG thì website này cũng giới hạn chúng ta là có thể tải lên nhiều tấm hình, tuy nhiên chỉ được tải lên không quá 20 ảnh một lúc. Còn về dung lượng thì gần như là không giới hạn. Và trên đây là ba website mình đề xuất cho các bạn để phục vụ việc nén ảnh, giảm dung lượng ảnh, tiết kiệm bao nhiêu lưu trữ. Và tùy theo nhu cầu các bạn có thể lựa chọn một cái website phù hợp. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, share, subscribe, đăng ký kênh YouTube chia sẻ vô hạn. Cảm ơn tất cả bạn theo dõi.